phát hiện nhiều người từ Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng cách bơi qua sông. Cảnh báo nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 nếu không được phát hiện ngăn chặn kịp thời. Trời không mưa, gió nhẹ nhưng một cành cây bỗng rơi xuống đường khiến một phụ nữ lớn tuổi đi đường bị thương. Bây giờ là thời gian phát sóng của bản tin nóng 24 giờ. Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi điểm qua những thông tin nổi bật hôm nay. Như Nguyễn và Quang Huy trân trọng kính chào quý vị. Còn bây giờ như thường lệ sẽ là những tin tức nóng nhất, mới nhất diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, rạng sáng 27 tháng 6, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hải Hòa, thành phố Móng Cái đã bắt giữ 4 người từ Trung Quốc có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường biên giới. Đáng nói là cả 4 người này đã nhập cảnh bằng cách bơi qua sông. Cụ thể, khoảng 3 giờ 15 phút ngày 27 tháng 6, tại khu vực cột mốc 1373-2700 thuộc khu 9 phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, khi 4 đối tượng này vừa bơi đến bờ sông biên giới phía Việt Nam thì bị lực lượng biên phòng phát hiện bắt giữ. Danh tính 4 người được xác định là Nguyễn Tiến Mạnh, 28 tuổi, trú tại Trung Lương, Bình Lục, tỉnh Hà Nam, Lại Ngọc Sơn, 28 tuổi, trú tại Vũ Ninh, Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, Vũ Thị Thơm, 46 tuổi, trú tại Quảng Minh, Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, và Đặng Văn Lâm, 29 tuổi, trú tại Mường Men, Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc, đưa 4 người này đi kiểm tra y tế và thực hiện cách ly tại khu vực cách ly tập trung của thành phố Móng Cái theo quy định. Tương tự, vào chiều qua tại khu vực mốc 13422-200 bờ sông biên giới thuộc bản mốc 13, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tổ tuần tra kiểm soát của đồn biên phòng Quảng Đức phát hiện 4 người trong cùng một gia đình gồm 2 người lớn, 2 trẻ em đang lội qua sông biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam. Hiện tại gia đình không có tiền và xin được chính quyền cho đi cách ly tập trung và được hỗ trợ trong thời gian cách ly. Vâng ạ, mặc dù dịch bệnh Covid-19 tại nước ta tạm thời đã được khống chế, tuy nhiên ở Trung Quốc và nhiều quốc gia khác, mỗi ngày đều có ca bệnh tăng cao và diễn biến rất phức tạp. Lần nữa, cảnh báo an ninh tại các vùng biên giới cần phải được thắt chặt hơn nữa nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Còn tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, những ngày qua sau những cơn mưa đầu mùa, nhiều người dân đã dùng các phương tiện như lưới, lờ, lú đặt dưới các lòng sông, kênh rạch để bắt cá bố mẹ, làm suy giảm nguồn lợi cá đồng tự nhiên. Theo tôi đánh giá cái nguồn lợi là cá đồng trước đây thì mấy năm trước thì cá đồng nó là còn nhiều lắm, nhưng mà từ cái cỡ chừng 7-8 năm trở về đây thì nó dùng coi như là điện rồi nó xiệt rồi nó kéo cá lồng gồng rồi nó bắt cá lên gì coi chứ. Bây giờ thì nó cạn kiệt rồi, bây giờ chỉ có còn mình nuôi cá trong mương hồ ăn thôi chứ. Nói chung ra thì cái vấn đề bắt cá đồng này thì nhà nước phải có biện pháp nào đó răn đe những cái hộ nào bắt, cái vụ người ta bắt cá ăn ta không mình không nói. Nó bây giờ là cá mới đầu mùa mới lên á, bắt đi bán thoải mái vậy à. Nó bắt mà thời gian này rồi đó là tới là vài bữa cá lên có cá nữa là nó bắt đầu nó xiệt. Liên Bộ Tài chính Công Thương vừa đưa ra quyết định điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ hôm nay ngày 27 tháng 6. Lý do là bởi bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 27 tháng 6 có xu hướng chung là tăng. Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, cơ quan quản lý cho phép điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: xăng E5 RON 92 tăng 868 đồng một lít, xăng RON 953 tăng 893 đồng một lít, dầu diesel 0.05S tăng 599 đồng một lít, dầu hỏa tăng 428 đồng một lít và dầu mazut 180 CST 3.5S tăng 581 đồng một kg. Như vậy, sau khi điều chỉnh, hiện giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường lần lượt là xăng E5 RON 92 không cao hơn 14.258 đồng một lít, xăng RON 953 không cao hơn 14.973 đồng một lít, dầu diesel 0.05S không cao hơn 12.114 đồng một lít, dầu hỏa không cao hơn 10.038 đồng một lít và dầu mazut 180 CST 3.5S không cao hơn 10.903 đồng một kg. Và bây giờ xin được chuyển sang những thông tin nóng liên quan đến tình hình hỏa hoạn. Thưa quý vị, khoảng 15 giờ 14 phút ngày hôm qua 26 tháng 6, ngọn lửa đã bất ngờ bùng phát tại một căn phòng thuộc khách sạn Công đoàn Thanh Đa, phường 27 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố đã có mặt dập tắt đám cháy sau đó, nhưng vụ cháy đã khiến cho người phụ nữ tên viết tắt là HTPA, 31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước tử vong và một giáo viên người nước ngoài tên viết tắt là PMJ, 66 tuổi quốc tịch New Zealand bị thương phải cấp cứu. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Và bây giờ xin được chuyển sang thông tin kế tiếp.
Còn tại Bình Thuận, thưa quý vị, vào tối khuya qua thì một vụ cháy lớn cũng đã thiêu rụi văn phòng của nhà xe Tâm Hạnh trên đường Tôn Đức Thắng, thành phố Phan Thiết. Và sau đây là những ghi nhận của chúng tôi tại hiện trường. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 23 giờ 10 phút đêm qua ngày 26 tháng 6. Người dân nghe có những tiếng nổ nhỏ và phát hiện lửa bốc cháy bên trong căn phòng nhà xe. Ngọn lửa cháy lan nhanh và bao phủ diện rộng khiến các bình xịt chữa cháy, vòi xịt nước không thể dập được. Lửa còn cháy lan lên các bảng hiệu văn phòng và lan vào tầng lầu phía trên. Lực lượng phòng cháy chữa cháy cùng 3 xe chuyên dụng đến hiện trường chữa cháy. Do bên trong có nhiều hàng hóa, vật liệu dễ cháy nên phải mất hơn 30 phút, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, vụ cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản trên diện tích khoảng 80m2. 4 xe máy bị thiêu rụi, hàng hóa và đồ đạc bên trong bị cháy hoàn toàn. Rất may các nhân viên kịp thời chạy ra ngoài và đám cháy không lây lan qua các nhà lân cận. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ. Cảm ơn Quang Huy đã chia sẻ những thông tin về hỏa hoạn vừa rồi. Và chúng tôi xin tiếp tục với những thông tin về một vụ tai nạn giao thông thót tim đã xảy ra trên đường Độc Lập, đoạn qua khu phố Phước An, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước vào chiều qua. Theo đó, một chiếc xe bồn chở phân trong lúc đang đổ dốc thì bất ngờ mất lái, tông gãy trụ điện, rồi kéo theo trụ điện cùng lao xuống vực sâu hơn 20 mét. Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ chiều ngày 26 tháng 6, khi tông gãy trụ điện rồi lôi trụ điện lao xuống vực. Một phụ xe ngồi bên phải đã nhanh chóng mở cửa nhảy ra bên ngoài, nên may mắn thoát chết. Còn chiếc xe bồn thì đã lộn nhiều vòng dưới vực sâu. Nhưng may mắn sao người tài xế ngồi trên xe đã kịp thời nhảy ra khi xe vừa xuống vực nên cũng thoát chết trong gang tấc. Vụ tai nạn cũng khiến trụ điện bị gãy nát, chiếc xe tải hư hỏng nặng. Được biết chiếc xe mang biển số 93C04306. Lực lượng cảnh sát giao thông công an thị xã Phước Long đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Thưa quý vị, liên tiếp nhiều vụ việc cây ngã, gãy đổ đè trúng người đi đường trong thời tiết mưa gió lớn bất thường đã xảy ra và trở thành một vấn đề đáng quan ngại trong thời gian gần đây. Và một cuộc ra quân cắt tỉa cây xanh trên đường phố cũng đã được tiến hành ở nhiều địa phương. Thế nhưng chiều qua tại thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết không có mưa, thế nhưng một người phụ nữ đi đường vẫn bị một cành cây to từ trên cao rơi trúng, phải nhập viện. Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 15 phút chiều ngày 26 tháng 6, một phụ nữ hơn 60 tuổi chạy xe máy trên đường Trần Huy Liệu hướng từ đường Hoàng Văn Thụ đi Nguyễn Văn Trỗi. Khi xe vừa đến giao lộ Trần Huy Liệu Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, bà bất ngờ bị một cành cây xanh tét nhánh rơi trúng. Vụ việc khiến người phụ nữ bị thương ở tay và được đưa đi bệnh viện ngay sau đó. Theo một số người dân chứng kiến thời điểm xảy ra vụ việc, trời không mưa gió nhẹ. Theo quan sát, cành cây bị tét nhánh và rơi trúng người phụ nữ đi đường còn tươi tốt. Vị trí cành rơi xuống có độ cao khoảng 20m. Lực lượng chức năng phường 8, quận Phú Nhuận và nhân viên cây xanh cũng có mặt ghi nhận tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Không may như người phụ nữ vừa rồi chỉ bị thương nhẹ, anh Lê Văn Tân sinh năm 1970, ngụ xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, Long An, mới đây trong lúc trèo lên thang gỗ để lên giàn giáo xây tường thì đã bị trượt chân rơi xuống đất rồi bị cọc cây xanh đang cắm ở dưới đất chọc thủng từ bộ phận sinh dục lên tới ổ bụng chạm tới bao tử. Như quý vị đang thấy trên màn hình là cục cây xanh có chiều dài 40cm, bán kính khoảng 6cm. Các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Long An đã phải tiến hành phẫu thuật lấy cục cây ra và khâu trên 40 mũi giúp cho anh qua được cơn nguy kịch. Hiện bệnh nhân ăn uống qua đường tĩnh mạch và đang được các y bác sĩ theo dõi, chăm sóc và điều trị những tổn thương ở ổ bụng, bộ phận sinh dục. Thưa quý vị, xã Hòa Ninh là một xã nằm ở trung tâm Cù Lao thuộc huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Muốn đi qua đất liền phải mất 30 phút đi phà Đình Khao nên rất bất tiện. Đặc biệt là khi có người bệnh cần chuyển đi cấp cứu, nếu chờ xe ở các bệnh viện qua thì phải mất hơn 1 giờ mới chuyển được người bệnh. Đối với những người bệnh trong tình trạng cấp cứu thì 1 phút trôi qua vô cùng quý giá, huống chi là chờ đợi đến tận hơn 1 tiếng mới có xe chuyển viện. Chính vì thế mà bà con ở xã Hòa Ninh đã có tấm lòng rất thơm thảo, cùng nhau đồng lòng quyên góp mua xe chuyển viện miễn phí để tương trợ nhau lúc hoạn nạn. Biết là việc nên làm, những người dân ở xã Hòa Ninh đã không chần chừ chung tay đóng góp tiền mua xe ô tô, chuyển người bệnh đi cấp cứu miễn phí và xây dựng quy chế hoạt động. Có người đóng góp đến 30 triệu đồng và có cả hộ nghèo đóng góp tiền. Đã có hơn 427 hộ dân trong và ngoài xã Hòa Ninh đóng góp được gần 240 triệu đồng để mua xe. Trong đó mua xe là 180 triệu, số tiền còn lại sẽ được đưa vào quỹ để xe hoạt động. Bởi mới thấy, tiền bạc nhiều hay ít không quan trọng. Quan trọng là tấm lòng thấu cảm, san sẻ các khó khăn cùng nhau để cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt đẹp. Tôi thấy rằng cái đoàn vận động có đến gia đình tôi thấy đây là một việc rất là tốt. Mình cần phải tham gia để mà với một tình mình để mà tạo điều kiện cho những người nghèo khổ
những người chưa có cái điều kiện đến bệnh viện, cho nên đây là một cái điều mà tôi rất là phấn khởi, tôi rất là đồng tình và ủng hộ. Tôi tổ trưởng tôi tài xế, xe này phục vụ là bà con, phục vụ là 24/24, sẵn sàng phục vụ và giúp cho bà con kịp thời cứu chuyển viện từ thiện cho các bệnh viện trong tỉnh Long là được năm đến bây giờ thời buổi này là 46 ca. Nhờ cái xe này mà chạy kịp thời nhanh thời gian nó rút ngắn gọn khi qua phà, rồi được phà được phép phà cho phép đi ưu tiên, nên cứ kịp thời gian cho bà con được những ca mà chở viện về đảm bảo sức khỏe tốt. Không những người dân trong xã mà ngoài xã nếu có nhu cầu chuyển bệnh đi cấp cứu đều được tổ xe chuyển viện từ thiện xã Hòa Ninh phục vụ miễn phí. Các thân nhân hay người bệnh muốn đóng góp sẽ được tổ tiếp nhận đưa vào quỹ và ghi vào sổ công khai, dùng làm kinh phí hoạt động và bảo dưỡng xe. Mọi của cải vật chất rồi cũng trở về với cát bụi theo thời gian, nhưng những nghĩa tình mà người dân hào sảng nơi đây dành cho nhau đáng quý và làm vơi đi phần nào mọi biến cố bệnh tật trên đời này.